Làm việc với Đảng ủy xã Xuân Lộc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đề nghị địa phương phấn đấu sớm đạt chuẩn xã nông thôn mới. Hội đồng Nhân dân tỉnh giải quyết những ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến qua các kỳ họp thường kỳ. Những suy nghĩ của người trẻ về truyền thống báo hiếu, tri ân công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ nhân ngày lễ Vu Lan. Kính chào quý khán giả của Huế Ngày Mới. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình Huế Ngày Mới sáng nay thứ Năm ngày 31 tháng 8. Và bây giờ là thông tin chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, các thầy cô giáo cần nỗ lực quyết tâm để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao với tinh thần việc càng khó càng phải lao vào là một trong những nội dung phát biểu chỉ đạo đáng chú ý của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tại buổi đối thoại với giáo viên tổng phụ trách đội về định hướng xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tham dự buổi đối thoại còn có trưởng ban dân vận tỉnh ủy Nguyễn Chỉ Tài cùng hơn 300 giáo viên tổng phụ trách đội trên địa bàn toàn tỉnh. Các đại biểu đã thẳng trao đổi chia sẻ với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy về những nội dung trọng tâm như công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, công tác đội và phong trào thiếu nhi, những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các giải pháp phát triển công tác đội và phong trào thiếu nhi của tỉnh, lan tỏa giá trị văn hóa Huế trong tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Sau khi thông tin các nội dung liên quan đến nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phát biểu tại buổi đối thoại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm tổng phụ trách đội thời gian qua. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong thời gian tới, các thầy cô giáo cần nỗ lực quyết tâm để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao với tinh thần việc càng khó càng phải lao vào. Quan trọng nhất là cần có những giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của học sinh và phụ huynh về tham gia các hoạt động đội, từng bước nâng số lượng và chất lượng các hoạt động để thu hút thêm ngày càng nhiều học sinh tham gia. Dịp này, chương trình còn phát động phong trào kế hoạch nhỏ, trường học xanh nhằm phát huy vai trò của thiếu niên nhi đồng trong tham gia hưởng ứng phong trào Ngày Chủ nhật xanh. Chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì cuộc họp thường kỳ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. Tham dự cuộc họp còn có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thái Bình, Hoàng Hải Minh và Phan Quý Phương. Theo đó, ngành du lịch tiếp tục đà phục hồi với tổng lượng khách du lịch trong 8 tháng đầu năm ước gấp 1,6 lần so với cùng kỳ. Đặc biệt, khách quốc tế ước đạt 672.000 lượt, gấp 9 lần so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 8 tháng ước tăng 2,1% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, nhiều ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh như dệt may, xi măng đã có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng trở lại. Từ đầu năm đến nay, đã cấp mới 12 dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới đạt gần 1.800 tỷ đồng. Ngoài ra, có 10 dự án được cấp quyết định chủ trương và đang lựa chọn nhà đầu tư với tổng vốn kêu gọi đầu tư 1.888 tỷ đồng. Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết, hồ sơ quy hoạch tỉnh đã trình Hội đồng Thẩm định Quốc gia và được Bộ Kế hoạch Đầu tư tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến đối với kết quả đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền đạt tiêu chí đô thị loại 4 đã được trình Bộ Xây dựng thẩm định. Theo kế hoạch thì cả quy hoạch đề án trên sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý 4 năm 2023. Đối với việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị chính quyền địa phương và các sở ban ngành liên quan tiếp tục rà soát lại các kết quả đã đạt được cũng như chưa đạt được để có kế hoạch cụ thể, chi tiết nhằm tháo gỡ các khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu tổng quát đã đề ra trong năm 2023 và các chương trình mục tiêu quốc gia khác. Phát biểu kết luận tại phiên họp thường kỳ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị chính quyền các địa phương, đại diện các sở ban ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị, nghị quyết 83 của Chính phủ, trong đó phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Hội đồng Thẩm định Quốc gia cho ý kiến thông qua trong tháng 9 năm 2023. Phối hợp Bộ Xây dựng để hoàn thiện các quy hoạch đề án sau khi được thẩm định, quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2065, đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền đạt tiêu chí đô thị loại 4. Liên quan đến phát triển kinh tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương chỉ đạo ngành nông nghiệp cần tiếp tục theo dõi, chỉ đạo thu hoạch lúa hè thu đảm bảo hoàn thành trước ngày 5 tháng 9. ra soát các phương án phòng tránh thiên tai bão lụt. Ngoài ra, tập trung đôn đốc hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án sớm đi vào hoạt động, tổ chức tốt các hoạt động lễ hội trong khuôn khổ chương trình Festival Huế, trong tâm là lễ hội mùa đông xứ Huế. Đối với một số dự án ngoài ngân sách cần tháo gỡ khó khăn vướng mắc, một số dự án trong ngân sách cũng tập trung hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ, đồng thời khẩn trương hoàn thành thủ tục để khởi công các dự án trọng điểm trong năm 2023. Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và lễ Quốc khánh 2 tháng 9, các đảng bộ thành phố Huế và thị xã Hương Trà đã tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Theo đó, Đảng bộ thành phố Huế có 298 đảng viên được trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng trong đợt này, trong đó có 14 đảng viên được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 21 đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 52 đảng viên được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Thành ủy Huế cũng trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 40 đảng viên, 45 năm cho 17 đảng viên, 40 năm cho 79 đảng viên và 66 đảng viên được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ngoài ra, Thành ủy Huế cũng truy tặng huy hiệu Đảng 75 năm cho 1 đảng viên, 45 năm cho 1 đảng viên và 40 năm cho 2 đảng viên. Tại buổi lễ, lãnh đạo Thành ủy chân thành cảm ơn những đóng góp, cống hiến của các đồng chí, mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tình tiên phong gương mẫu của người đảng viên, tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua ở địa phương. Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà đã trao huy hiệu Đảng cho 30 đồng chí, trong đó có 2 đồng chí vinh dự được trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí được trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí được trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí được trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 6 đồng chí được trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hương Trà mong muốn các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này tiếp tục thể hiện bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng ý thức Đảng, tinh thần đấu tranh cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy ưu điểm, thành tích đã đạt được, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của tổ chức Đảng ở địa phương, đơn vị. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác, giá lúa vụ hè thu này là một trong những vụ cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, mang lại niềm vui và phấn khởi cho người nông dân sau một vụ mùa đầy vất vả. Đến ngày 29 tháng 8, toàn tỉnh có hơn một nửa diện tích trong tổng diện tích hơn 25.000 ha lúa vụ hè thu 2023 đã thu hoạch xong. Năng suất lúa bình quân toàn tỉnh được đạt gần 59 tạ một ha, cao hơn vụ hè thu trước khoảng 1,7 tạ một ha. Điều đáng mừng, vụ lúa hè thu này không chỉ được mùa mà còn sản phẩm bán được giá. Giá các loại lúa bình quân đầu vụ tăng từ 20 đến 30% so với các vụ trước. Đáng chú ý, giá lúa cây hạt năm dao động 8.300 đồng 1 kg, tăng 1.800 đồng 1 kg. Lúa 4B có mức giá 9.700 đồng đến 10.000 đồng 1 kg. So với các vụ trước, chỉ 7.500 đồng đến 8.000 đồng 1 kg. Lúa khang dân có giá khoảng 8.300 đồng 1 kg, tăng 300 đến 500 đồng 1 kg so với các vụ trước. Trước tình hình giá đường trên thị trường có những biến động bất thường, Hiệp hội Mía đường Việt Nam đã có văn bản gửi các hội viên của Hiệp hội tham gia bình ổn thị trường. Cụ thể, Hiệp hội Mía đường Việt Nam khuyến cáo các hội viên tham gia bình ổn thị trường và giữ giá bán đường hiện nay nhằm bảo vệ quyền lợi của chính mình và người tiêu dùng, tuyệt đối không thực hiện hoặc tiếp tay vào các hành vi găm hàng đẩy giá. Đối với những trường hợp không tuân thủ khuyến cáo nêu trên, Hiệp hội Mía đường Việt Nam sẽ buộc phải có những biện pháp ngăn chặn kịp thời. Bên cạnh đó, Hiệp hội Mía đường cũng kiến nghị Bộ Công Thương điều chỉnh các quy định đấu thầu hàng ngạch thuế quan đường nhập khẩu để ngăn chặn các hành vi bắt tay, vô hiệu hóa hình thức đấu giá, đảm bảo kết quả đấu giá phân giao phù hợp với các yêu cầu của luật cạnh tranh và luật đấu thầu. Thưa quý vị và bà con cử tri, tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhận được nhiều kiến nghị của bà con cử tri về những vấn đề liên quan đến cuộc sống. Nhiều vấn đề trọng tâm của bà con cử tri phản ánh đã được đưa ra bàn bạc thảo luận cho ý kiến tại các kỳ họp hội đồng. Nhiều nội dung được thông qua bằng nghị quyết. Đặc biệt, những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng Nhân dân tỉnh qua các kỳ họp phần lớn được giải quyết. Song, thực tế hiện nay, cử tri vẫn còn nhiều kỳ vọng, những kiến nghị cần được giải quyết rốt ráo hơn. Đây là công trình cầu Lợi Nông ở phường An Đông, thành phố Huế. Công trình này thời gian qua đã nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri phường An Đông, phản ánh nhiều tại các cuộc tiếp xúc của lãnh đạo thành phố Huế và của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Công trình này đã được thực hiện xây dựng từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn y ạch. Qua kiến nghị của cử tri năm 2020, qua thẩm tra, Ban Kinh tế, Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng đây là dự án có tính chất quan trọng, cấp thiết. Cử tri đã phản ánh nhiều lần quá trình thực hiện dự án chậm tiến độ đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả dự án, tăng chi phí đền bù. Vì vậy, cần thiết phải điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh dự án phù hợp với tình hình thực tế. Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tăng tổng mức đầu tư dự án lên 100 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Dù vậy, đến nay, người dân sống xung quanh cũng như nhiều cử tri rất bức xúc khi cây cầu ở trung tâm thành phố Huế nhưng chậm hoàn thành đã ảnh hưởng đến việc đi lại. Thì tôi cũng thấy là coi như là một người dân ở địa phương đây mà thấy là coi cái công trình là coi như của cái cầu này nóng này là coi như thì cũng rất chi là chậm trễ, là ảnh hưởng là coi như sinh hoạt là coi như của dân của chúng tôi ở đây. Khi mà cái cầu này đưa vào sử dụng là nói đúng là cái thành phố Huế nó nổi trội ghê gớm, là vì cái đường Võ Nguyên Giáp nối dài bây giờ là đường Ao Lạc Vô Quốc Lộ 1 thì cái cầu này bây giờ dân người ta đang ước mơ. Nếu cái đường đi thông, cái cầu đi thông là bây giờ cái thành phố nó nổi trội ghê gớm đó. Tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8 mới đây, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục ghi nhận rất nhiều kiến nghị của cử tri liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, cấp thoát nước, hệ thống điện và các công trình khác, công tác quy hoạch và tiến độ thực hiện các công trình dự án, công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, di dời, bố trí tái định cư, lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, về pháp chế, văn hóa, y tế và chế độ chính sách. Liên quan đến vấn đề đất đai, một trong những vấn đề nóng hiện nay, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 6, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Thị Thu Truyền nêu vấn đề hiện nay. Nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin về dữ liệu đất đai. Quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng chậm tiến độ, cho việc xác định nguồn gốc sử dụng đất mất rất nhiều thời gian. Trả lời vấn đề này, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Bảo Phúc thông tin về quy trình tiếp cận thông tin dữ liệu đất đai. Đối với công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đến nay đã thực hiện cho toàn bộ diện tích đất tự nhiên của tỉnh đạt tỷ lệ 100%. Còn lại 48% thửa đất chưa được kê khai đăng ký đất đai nên gặp khó khăn cho việc xác nhận nguồn gốc, thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện kê khai đăng ký đất đai theo quy định. Chúng tôi sẽ triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hình thức đồng loạt, thay vì từng hộ gia đình cá nhân phải đi làm riêng lẻ khi có nhu cầu như hiện nay. Thì theo đó, chi nhánh văn phòng đất đai các huyện, thị xã, thành phố sẽ phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường, Ủy ban các xã, phường, thị trấn để thực hiện đo đạc, hướng dẫn, kê khai, thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tập trung theo từng tổ, khu dân phố và làm theo hình thức của chiêm. Cùng với đất đai, hiện nay công tác lập các loại quy hoạch như quy hoạch vùng huyện, quy hoạch phân khu với tiến độ còn chậm, thiếu đồng bộ, chất lượng chưa cao đã ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế xã hội các địa phương và tỉnh. Đặc biệt là trong công tác triển khai các dự án đầu tư công, dự án ngoài ngân sách. Vấn đề này cũng đã được các đại biểu cử tri chất vấn. Trả lời vấn đề này, ngành xây dựng đã ra soát phân nhóm ưu tiên để thực hiện. Trên cơ sở kết quả ra soát, Sở Xây dựng đã tổ chức phân loại, đưa ra 35 đồ án cần ưu tiên thực hiện để phục vụ đề án theo nghị quyết 54 và đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 208. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nỗ lực trong cái bám sát các giải pháp đề ra để kịp thời tham mưu Ủy ban tỉnh làm thế nào để mà chúng ta khắc phục được các cái việc nhỏ. Ngoài ra, quy trình lập kế hoạch thì nó liên quan đến nhiều công đoàn, nhiều cấp, nhiều ngành, từ chủ đầu tư cho đến đơn vị tư vấn, đơn vị cấp thập vốn, đơn vị tham gia ý kiến, v.v. Do đó chúng tôi cũng rất mong sự phối hợp, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp các ngành làm thế nào chúng ta có thể đạt được, khắc phục được các nhược điểm về tiến độ cũng như chất lượng. Một kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh luôn thực hiện các hoạt động trả lời, giải quyết các kiến nghị, những vấn đề tồn tại mà cử tri nêu. Báo cáo giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh qua các kỳ họp cho thấy, bên cạnh đa số các ý kiến, kiến nghị được giải quyết, góp phần tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho địa phương, cử tri ổn định đời sống, thì vẫn còn nhiều ý kiến chưa thể giải quyết dứt điểm. Tiếp tục chương trình với các tin tức đáng chú ý, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mở cửa miễn phí tham quan cho toàn thể nhân dân và du khách là người Việt Nam khi đến tham quan các điểm di tích thuộc quần thể Di tích Cố đô Huế trong ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay. Thời gian mở cửa miễn vé từ 7 giờ đến 17 giờ 30 ngày 2 tháng 9 năm 2023 để thuận tiện trong việc phân luồng du khách. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế yêu cầu du khách mang theo căn cước công dân khi tham quan quần thể Di tích Cố đô Huế. Được biết, giá vé tham quan tại Huế hiện nay có mức 200.000 đồng một người. Đại nội Huế, các khu di tích Lăng Vua Minh Bằng, Lăng Vua Tự Đức, Lăng Vua Khải Định là 150.000 đồng một người. Các khu di tích Lăng Vua Thiệu Trì, Bảo tàng cổ vật cung đình Huế, Điện Hòn Chánh, Cung Văn Đình, Làng Nam Giao có mức vé là 50.000 đồng một người. Bảo hiểm xã hội tỉnh vừa công bố việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại 12 đơn vị sử dụng lao động. Thời hạn thanh tra là 30 ngày, bắt đầu kể từ ngày 30 tháng 8. Các đơn vị thanh tra đợt này gồm Công ty Cổ phần May mặc Xuất khẩu Imphal Fashion Tehi, Công ty Cổ phần Xây dựng 26, Công ty Cổ phần Thiên An, Công ty Cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam, Công ty Cổ phần Trường Phú. Công tác thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp góp phần quan trọng đảm bảo quyền lợi của người tham gia, ngăn ngừa hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các đơn vị sử dụng lao động, tổ chức cá nhân. Tính đến cuối tháng 7 năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 2.904 đơn vị nợ với tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là hơn 255 tỷ đồng, chiếm 6,82% so với kế hoạch giao thu. Trong đó, riêng tiền nợ khó thu hồi tại doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động, chủ bỏ trốn là 273 đơn vị với số tiền gần 33 tỷ đồng. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị ra soát chấn chỉnh thái độ, y đức của nhân viên y tế sau các vụ việc tiêu cực được phản ánh mới đây. Cụ thể, vừa qua, trên các phương tiện truyền thông có phản ánh một số vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện K. Về tinh thần, thái độ giao tiếp, y đức của một vài nhân viên y tế khiến người dân bức xúc, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành y tế. Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế luôn ghi nhận và đánh giá cao sự vất vả, nỗ lực của các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế. Tuy nhiên, với những vụ việc như phản ánh vừa qua, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị các bệnh viện ra soát, chấn chỉnh, giám sát việc triển khai thực hiện các quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. Đồng thời tăng cường tập huấn các kỹ năng giao tiếp cho nhân viên y tế, xác minh điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm. Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng yêu cầu các đơn vị quán triệt phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, đẩy mạnh triển khai hoạt động đảm bảo an toàn người bệnh với mục tiêu y tế trước tiên là không gây hại cho người bệnh. Hưởng ứng chủ đề Ngày An toàn người bệnh thế giới năm 2023 là lắng nghe tiếng nói, tâm tư người bệnh. Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất học viên học lái xe có thể học trực tuyến phần lý thuyết thay vì đến lớp như hiện nay. Nội dung đào tạo cũng được tiết giảm. Đây là nội dung đang được Bộ Giao thông Vận tải xem xét sửa đổi tại Thông tư số 12/2017. Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng hiện nay việc học trực tuyến phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ, tạo thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, Luật Giao thông Đường bộ quy định học lý thuyết từ hạng B2 trở lên theo hình thức tập trung. Vì thế, quy định này cần được sửa cho phù hợp thực tế. Theo đó, phương án 1, giấy phép lái xe máy các hạng và hạng B1 đối với ô tô không kinh doanh vận tải sẽ không bắt buộc hình thức học tập trung. Các hạng B2, C, D, E và hạng F đối với xe con, xe tải kinh doanh vận tải, cơ sở đào tạo sẽ xây dựng chương trình đào tạo tập trung. Phương án thứ hai là cơ sở đào tạo xây dựng chương trình học lý thuyết kết hợp trực tiếp và học qua phần mềm trực tuyến với các hạng giấy phép lái xe. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày lễ Vu Lan 15 tháng 7 âm lịch, mang ý nghĩa báo hiếu đấng sinh thành, đồng thời nhắc nhở con người tìm về nguồn cội. Vào ngày này, người trẻ nghĩ gì về truyền thống báo hiếu, tri ân công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua phóng sự sau. Hôm nay, nhân ngày Vu Lan, một ngày ý nghĩa trong năm đối với những bậc sinh thành. Lời đầu tiên, có lẽ mình xin được gửi đến ba mẹ là lời biết ơn, lời cảm ơn và một lời xin lỗi cho những sai lầm nếu có trong suốt thời gian tuổi trẻ. Và sau cùng là một lời hứa cố gắng sống tốt để trở thành một người con có hiếu với ba mẹ và một người luôn có ích cho xã hội. Đó là những dòng thư chứa đựng tình cảm yêu thương mà chị Hoàng Thị Huyền Thoa gửi gắm đến cha mẹ của mình trong ngày lễ Vu Lan. Đối với người trẻ như chị Thoa, Vu Lan là mùa của hiếu hành, tri ân, nhắc nhở những người con nhớ về công ơn biển trời của đấng sinh thành. Với những cái người trẻ thì trong khoảng thời gian mình sinh ra và lớn lên chắc hẳn sẽ có những cái sai lầm, và điều đầu tiên sẽ là những cái phải gọi là những cái lời xin lỗi thật lòng và mong ba mẹ sẽ tha thứ cho những cái lỗi lầm bông bột cũng như là non trẻ của mình. Và tiếp sau đó là phải nói ba mẹ rằng là bản thân mình cũng như là những người con khác, những người anh chị sẽ rất là yêu thương và sẽ luôn có những cái hành động để ba mẹ sẽ rất là vui. Lễ Vu Lan Báo Hiếu là một tục lệ gắn với Phật giáo, hình thành dựa trên truyền thống hiếu nghĩa của người Việt. Trong sách Bách Khoa Thư Làng Việt Cổ Truyền có ghi, nghi lễ được thực hiện tại chùa để tích phước cầu an, cầu mong cho cha mẹ được tăng phúc, tăng thọ. Ngày nay, Vu Lan không đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng, nó đã thực sự đi vào cuộc sống của mỗi người dân. Ngày lễ của lòng tri ân tới đấng sinh thành ấy ngày càng được những người trẻ biết đến và quan tâm nhiều hơn. Vu Lan này nó sẽ nhắc cho mình nhớ được là một người con thì phải luôn hiếu thuận về cha mẹ, những người đã rất là khổ sở sinh ra mình. Vì lẽ đó thì cứ đến mỗi độ Vu Lan là một lần hung đúc thêm cái tinh thần hiếu hạnh cho cá nhân mình riêng cũng như là tất cả mọi người là những người con của Đức Phật. Vu Lan này thì mình muốn gửi đến cho cha mẹ của tất cả mọi người trên lãnh thổ Việt Nam cũng như là trên thế giới, và nhỏ hơn là ở tỉnh Thừa Thiên Huế này có một mùa Vu Lan thật là ấm cúng. Đối với giới trẻ ngày nay, tham gia những chương trình tại chùa dịp lễ Vu Lan là cơ hội hiểu sâu hơn về đạo hiếu, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, về ân đức của mẹ cha. Hiểu rằng việc báo hiếu cha mẹ không chỉ dừng lại ở phụng dưỡng về vật chất mà còn cả về tinh thần. Từ đó, những mầm hiếu tâm được lớn mạnh và lan tỏa khắp mọi nơi. Háo hức và mong chờ khi mỗi mùa Vu Lan về tại Huế cũng như là trên đất nước Việt Nam, trong lòng mình cảm thấy rất là rộn ràng và cũng có một chút sâu lắng, bởi vì Vu Lan là một mùa báo hiếu cho cha mẹ, và mình nghĩ rằng là mùa báo hiếu cho cha mẹ không phải là một mùa Vu Lan mà là cả cuộc đời của mình. Để nhắc nhở bản thân mình phải sống và trầm lại, sống với sự biết ơn để thấy bản thân mình luôn có nhiều sự may mắn khi có cha mẹ bên cạnh, có những người đỡ đầu ở bên cạnh để phấn đấu có thể làm được những cái việc có ích hơn. Trong không khí trang nghiêm, khoảnh khắc lắng đọng chương trình là nghi thức bông hồng cài áo. Bông hồng thắm với nền xanh lá tượng trưng cho những ai may mắn còn cha mẹ trên đời. Bông hồng trắng hay nền trắng để an ủi và sẻ chia cho những ai đã mất cha hoặc mất mẹ. Để nhắc nhở mọi người cần phải trân trọng những gì mình đang có, từ đó biết yêu thương hơn cuộc sống này. Lễ Vu Lan đối với các vị trẻ tuổi là bây giờ nó rất thiết thực. Vì khi cái lứa tuổi trẻ ngày càng xô bồ theo cái xu thế hiện đại, nhờ những cái buổi lễ Vu Lan ý nghĩa cài hoa hồng như thế này, như là một hồi chuông cảnh tỉnh giúp cho cái giới trẻ tìm về cái đạo đức, nhân cách, lối sống của mình, đừng có chạy theo xu thế của thời đại mà quên mất đi cái nguồn gốc ý nghĩa của chúng ta. Đồng thời cũng là tưởng nhớ. Lễ Vu Lan đã đi vào truyền thống đạo đức, trở thành một nét văn hóa đẹp thẩm sâu trong tâm thức của hàng triệu người dân Việt Nam. Mùa báo hiếu tháng 7 âm lịch là dịp để người trẻ sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn, gửi gắm tình cảm và hành động hiếu hạnh đến với đấng sinh thành. Còn bây giờ là những thông tin về thời tiết trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Thừa Thiên Huế có mưa rào rải rác và dông vài nơi nên nhiệt độ dao động nhẹ, ở vùng đồng bằng và Nam Đông từ 31 đến 33 độ, huyện A Lưới từ 29 đến 31 độ. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, biển động nhẹ, sóng biển cao từ 1 đến 2 m.